thôi, i7 còn hết rồi, còn i5 này thôi nhé. Con này là Lenovo đây, hàng Bip Product này, mã con này là 20XX09900 đấy, thì tra ra được là cái cấu hình của nó, và con này là hàng Deep Bip từ Lenovo nhé. Tra cái mã này nó có mã, cứ search Google ra thì biết. Tra từ cái mã này ra là X1 Carbon Gen 9 RAM 32GB, ổ cứng SD512. Đây sạc của nó đây, sạc coi như là mới 100% nhé, vẫn bọc kín cái bít liêm ni lông này. Sạc này là sạc 65W. Máy đây, chưa có một vết gì cả, máy mới luôn đấy. Cái này nó vẫn còn bọc nhá, nó vẫn bọc này. Tìm ra một vết sử dụng biếu luôn con máy. Con này thì nó chỉ đóng gói, nó không như cái bình thường thôi, không có vết gì luôn. Màn con này là độ phủ màu của nó là 100% sRGB, rất là đẹp, mặc dù màn của nó màn Full HD cộng thôi, nhưng độ chuẩn màu của nó là 100% sRGB, đẹp như màn 4K, không nói phép. X1 Carbon thì nó phải là đẳng cấp hết rồi, không cần phải nói, mọi cái tinh túy nó cho hết vào X1 Carbon. Đây, i5-1145G7, RAM 32GB, ổ cứng SD của nó là 512. Các con này cũng dùng các Iris Xe cũng rất là khỏe, tương đương các rời 2GB Iris Xe. Nói chung là ai mà dùng công nghệ thông tin tin học làm cốt dùng con này cầm đầy đủ nhé. Bên này là một cổng tai A này, là hai tay A, hai tay C, một cổng HDMI, đầy đủ nhé. Giáo viên mang con này đi giảng dạy vừa lịch sự, vừa bền, vừa đẹp, quá ngon trong buổi tỉnh. Xin chào các bạn.